Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử lại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá cái đầu tiên nha. Let's go. Ok, let's go. Wow. Một anh cầm chiếc vali. Anh này thì cầm được thuốc. Oh my gosh. Okay, let's go. Tiếp tục nào. Level 3, okay. Continue, let's go. Let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái game tiếp theo. Cover Fire. Let's go. Stats. Ok, let's go. Rồi, tiến tiếp nào. Có một anh chàng ở trên đây. Trên đầu đây, mình sẽ xử lý anh ta. Ok, let's go. Tiếp tục nào. Chuyển đôi luôn. Let's go. Wow, 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 wow. Rồi, mình sẽ xử lý anh chàng này.
Let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo. Let's go. Lova, Legari. Ok, let's go. Exit. Ok, start game. Rồi, mình sẽ vào game. Let's go. Wow. Một anh bạn bị thương. Oh my gosh. Let's go. Tiếp tục tiến vào trong sâu. Anh bạn này bị thương. Mình sẽ lấy cơ. Đấy hết rồi. Tiếp tục đi vào sau. Wow, wow, wow. Nóc ở đây thôi. Rồi mình lại đưa ra đây. Okay, let's go. Rồi, ok. Và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ tư. Let's go. Kin Sauce. Một khẩu súng rất là đẹp. Ok, let's go. Mission. Start game. Đây. Một anh chàng.
Okay, let's go. Anh ta khủng luôn. Rồi, mình đã mua thêm một khẩu súng mới. Đây như cả là một khẩu súng AK. Để xuống súng lại. Rồi và bây giờ thì mình sẽ tiếp tục sang tựa game tiếp theo. Hermes. Đây là một tựa game khá là hay và hot trong những tháng vừa qua. Và tựa game này mới ra mắt các bạn nhé. Các bạn có thể download và chơi cùng mình. Ok, let's go. Rồi, vào game thôi. Wow. Sát đấy rồi, mình đóng vai là một anh chàng gọi là kẻ trộm đi vào ăn trộm. Và bây giờ thì mình sẽ phải tiêu diệt. Let's go. Ok, let's go. Và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Let's go. Wow.
Mình sẽ xử lý anh chàng này. Ồ, không biết đâu vậy. À, còn anh chàng ở đây nữa. Wow, anh này có vẻ trâu máu thật. Okay, let's go. What's your game? You walked me into this. Why? You want to do this now? Really? Look, get to the hangar, get airborne, I'll explain everything. By the way, the name's Angela. Tell you what, I live through this and you can friend me on Facebook. How's that sound? Chạy đường này thôi. I think I just got played. Okay, let's go. Đúng như thua. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo. Let's go. Thank you.
Let's go. Này thì nó di chuyển hơi khó một chút nha các bạn nha. Ok, let's go, sleeper. Wow, nhìn rõ cả xương luôn. Mission complete. Ok, mình sẽ vào lại. Let's go. Complete. Ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.